2, 1. Xin mời các bạn đến với set đấu thứ hai, trận đối đầu giữa Ban Chỉ huy quân sự huyện Dương Minh Châu ở phía bên kia lưới và đội nông trường cao su Bánh Củi ở phía đây lưới các bạn. Đặt bóng ra ngoài, điểm cho quân sự 2 điểm. Sân mát sướng ha. Hàng cây rồi mát. Bên đây mát hơn nè. Bên đây nó dướng, hồi nó dướng trụ cờ. Cổ tay. Đập bóng tốt, điểm cho quân sự 3-2. Năm thầy cái mét ở ngày nay mà cái trắng đen thằng này có cái đầu rẻ rẻ 5 số cầm không qua luôn cái bún ớt rồi ba đi cái bún ớt 32 kg bây giờ nó đá rồi chơi đá giờ chuẩn bị tới 6 lỗi thời. Cái này còn lỗi thời bên củi 4-3. Đã bóng tốt đẹp cho quân sự 4 điểm. Đồng đồng rồi đó. Chút nữa luộc áo xanh nha. Áo xanh nào? Cái này cũng áo xanh nè. Áo xanh này. Cái này hả? Cái này màu xanh. Chẳng bóng tốt. Điểm cho quân sự 5-4. Thở ăn hết ra hết bạn. Đợi điểm cho Bánh Củi 5 đều. Mẹ. Phóng lại. Để em ghi lại dở luôn. Dở chứ giờ mình câu luôn hay rồi. Đi ra kia. Coi đường vòng á. Đập bóng tốt, điểm cho quân sự 6-5. Cao bên đây nè. Bây giờ lấy cái em đưa cao miếng không được cái đâu. Nâng lên. Đập bóng tốt, điểm cho quân sự 7-5. Có bình luận rồi mình đặt bóng không qua lưới điểm cho quân sự 8-5. Thừa như số 3 luôn rồi mình lỡ nước rồi đợi điểm cho Bánh Củi 6-3. Xin lỗi, điểm cho quân sự 9-5. Cầm tay cha mẹ anh ơi. Tay mới văng ra mà. Đập lỏng mạch. Cái này biết đâu mà. Có đâu. Đập lỏng mạch. Quy đỡ rồi văng ra chứ. Mạch là gì luôn à. Đi đỡ xuống cầu. Dướng sợ lại dướng cầu. Hay á, nó hay. Tập bóng ra ngoài, điểm cho quân sự 10-5. Cái áo này cũng nhỏ nào nè, nó lên ba mặt.
Còn cánh cắn còn có đầy nữa, nó có đầy. Đâu ta luyện muối tè le thế này, luyện một muối là dữ dằn. Cao thủ, cao thủ. Thì đáng quá thôi, em thua được nhiều, uống được nhiều chai. Ngoài bóng ra ngoài, điểm cho bên cuối 6-10. Bảo lên rồi. Bóng không qua lưới. Điểm cho Quân Sự 11-6. Cho nó rồi. Rồi không biết cho không biết luôn ha. Trời trời. Vô luôn phải không? Vậy ra còn 3 đội sao quánh? 3 đội lúc thăm 4 đội, đội nào không giải? Nói 3 đội hả? Đội điểm cho bên cuối. Còn 3 đội bốc 5 vô 7, 11. Còn 2 đội kia quýnh xong vô. 3 đội thua là anh xui phải không? Không có, ý là mãi 3 đội thắng á, còn 3 đội thua là về. 3 đội thắng bốc 5 có đội loại gì thắng hả? Không phải, bốc 5 có đội được vô chung kết luôn á. Đặt bóng ra ngoài, điểm cho bên cuối 8-11. Thà ba đội thua phải không? Lấy đội thành tích cao nhất vô quánh đội bán kết hay phải không? Đang mất thời gian và điều hấp dẫn. Còn như bóng đá vậy đó, làm đá play off. Mau vậy. Để ăn nhậu là chính mà. Đội thua mới đáng. Điểm cho bên cuối 9-11. Đặt bóng tốt, điểm cho Quân Sự 12-9. Đây có thầy nữa là dạ dạ. Bữa sau chú ý đang vui chưa chửi đám tụi tiền bây giờ mà anh đâu đi được nữa. Đập bóng không qua lưới, điểm Quân Sự 13-9. Đây nhìn gần sáng làm sao tới chừng đưa lên y như bữa trong nhà thi đấu khác đấu, đấu em phải chỉnh sáng lên lại quá trời luôn á. Ngoài quýnh bóng ngoài bay hiện sáng chưa điểm Quân Sự 14 chết. Nhà thi đấu của Hoàng Thị Kha tốt thôi, vô quay mà dạng như mình đứng trong góc sáng ở góc tối mình quay ra góc sáng á tốt thôi. Hòa bóng tốt, điểm cho Quân Sự 15-9. Hôm nay được cái nền của vàng dầu á, nên mày không bị chói. Bến củi hỏi từ iPhone 8 trở đi á, thì nó mới cái độ mà bị chói á, nó mới giảm được. Đen! Mấy gram của người ta, đen! Sao là nó bị chói. Đứng sau này đứng đây. Ông, mấy cái thủ qua. Lúc cũng được mà. Ờ, thì bảy lúc cũng được. Biết cảnh sát vô luôn là biết rồi. Ờ, vậy hiểu. Dài bữa nữa chắc vô trong đó quá. Bóng tốt, điểm cho bên cuối 10-15. 4.4. Ủa, thấy có tiền lẻ không? Không. Tiền lẻ hả? Vậy thôi, cứ đi. Có bốn xị không? Có bốn xị. Để... điểm cho bên cuối 11-15. Không quấn luôn hả?
bóng không qua lưới, điểm cho bên cối 12-15. Đội điểm cho quân sự 16-12. Đang lấy cái quần của Masu về nè, quần tựa tựa vậy á. Màu của Masu mà nó ngon hơn. Để có mẫu về lấy cho coi. Nay dễ hả? Điểm cho Bích Bụi 13-16. Bóng tố, điểm cho quân sự 17-13. Chơi tàu nó xây đàng hoàng, cửa xong đó đi gì đâu mà thấy trên đây vẫn trắng rồi, dưới đây dòng lên trên vẫn còn đứng cục. Điểm cho bên cột chìm, điểm cho quân sự 18-13. Cái đó là khối cấp 3 giáo viên. Bóng tốt, đội điểm cho bên cột 14-18. Điểm cho bên cuối 15-18. Ta bóng cảm thấy cảm tay trắng ra ngoài. Điểm cho bên cuối 16-18. Đập bóng tốt, điểm bên cuối 17-18. Chết luôn. Không biết đổi nó cái này chi kìa. Kiểu đừng lộn cho bên kiểu. Anh kiểu vậy mới nổi. Đập bóng tốt, đội điểm cho quân sự 19-17. Không có canh vậy được. Cái phần đen này nó còn mở nữa.
Cái này là gọi là làm bóng bóng không qua lưới. Đẹp cho bánh cưỡi 18 người chứ. Đá bóng tốt, điểm cho Hương Sự 20-18. Trời ơi, bữa quýnh cho thì Trắng, quýnh thấy ớn luôn kìa. Thì ớn luôn, quýnh bụng 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 luôn rồi. Điểm cho Hương Sự 21-18. Kết thúc set thi đấu thứ hai, đội Hương Sự thắng đội Bách Cửi với tỷ số 21-18.